chào cô chú anh chị đến với kênh Nhà Bình Chánh Nguyễn Thành Vũ. Anh chị ơi, Thành Vũ đang đứng ngay tại nhà thờ Bình Chánh luôn. Và tại đây á, thì mình đi ra đường quốc lộ 1A rất là gần luôn ha. Và nếu mà đi đường theo con đường Trịnh Như Khuê này nè, thì khoảng mấy trăm mét là mình tới chợ Bình Chánh nha anh chị. Và hôm nay á, Vũ sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị một cái căn nhà nằm gần nhà thờ Bình Chánh ha. Từ đây nè, mình đi vào cái căn nhà sân vườn 180m² này, chỉ khoảng là một cây số thôi. Đó, rất là gần luôn. Và rất là nhiều tiện ích nha anh chị. Và đường ô tô 4 chỗ, 7 chỗ vô được luôn nha anh chị. Đó, và bây giờ mọi người cùng Thành Vũ tiến vào bên trong căn nhà. Hello, xin chào anh chị đến với kênh Nhà Bình Chánh Nguyễn Thành Vũ. Anh chị ơi, Thành Vũ hôm nay sẽ giới thiệu cho anh chị một cái căn nhà với diện tích là 180m² nha anh chị. Đó, rất là rộng luôn, full thổ cư, một cái căn nhà vườn ha, full thổ cư luôn. Đó, và căn nhà này với vị trí rất là đẹp luôn, là nằm gần chợ Bình Chánh nha, gần nhà thờ Bình Chánh nha. Từ đây mà mình đi ra nhà thờ Bình Chánh khoảng một cây số thôi anh chị, rất là gần luôn. Và đường mình á là đường 4 chỗ 7 chỗ và đường thông luôn nha anh chị. Xe 4 chỗ 7 chỗ đường thông. Một bên á mình đi ra thẳng chợ Bình Chánh luôn, và nhà thờ Bình Chánh. Còn một bên thì mình đi ra đường 835B. Đó, đi về chợ Gò Đen hoặc là cầu Tràm, Phước Lý đó anh chị. Đó. Và một cái căn nhà hôm nay Thành Vũ giới thiệu là một cái căn nhà có sân trước nè, sân sau nè. Căn nhà mình đó anh chị là ngang 7m ha, và dài là 25m, nó hậu 8m luôn. Đó, rất là rộng, rất là dài luôn anh chị. Và đây chính là khoảng sân của căn nhà mình đây. Đó, một khoảng sân rất là bự luôn ha. Mình có thể đậu 4 chỗ, 7 chỗ hoặc là 16 chỗ cũng dư sức luôn anh chị. Đó, một cái khoảng sân thì mình về mình cũng có thể trồng cây này kia đồ ha anh chị ha. Và nguyên xung quanh đó là hàng rào đầy đủ cho mình rồi. Hàng rào và thì có một cái cây xài nữa nè, nằm chọn lũm giữa sân luôn nha anh chị. Trước khi vào nhà thì mình có một cái lớp cổng đó, hai cánh ha, cổng này cổng sắt nha anh chị. Đó, hai bên thì có hai trụ cổng nữa nè. Xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ ra vô thoải mái, rất là dễ dàng luôn. Một nhà, một cái căn sân vườn rất là dễ thương luôn anh chị. Đó, bên đây thì có chỗ để cho mình trồng cây nè. Và cái khoảng sân này nè thì đang giờ là đang đổ bê tông thôi. Và xung quanh đó là có hàng rào làm cột, hàng rào và lưới B40 nha. Về đó thì mình cũng có thể trang trí lại cái hàng rào này bằng hàng rào sắt nè, hoặc là những cái hàng rào khác đó. Và một cái căn nhà cấp 4 mái thái khá là dễ thương luôn đó, được khách tăng theo kiểu hiện đại nha anh chị, được sơn màu trắng nè và với những cái điểm nhấn là màu đỏ ha anh chị ha. Và cái khoảng sân này về mình làm mái che nữa thì rất là thông thoáng luôn. Đường mình là đường thông luôn nha anh chị, và đi rất là gần, đi về gần chợ Bình Chánh nè, gần chợ Gò Đen hoặc là cũng gần chợ cầu Tràm này kia rồi nữa ha. Đó, và bây giờ mọi người cùng Thành Vũ khám phá bên trong nữa ha. Đây, cái sân nhà thì được đôn nền cao lên rồi nha anh chị. Đó, nhà mình bề ngang là 7m, rất là rộng luôn. Rất là rộng, và sân được làm cao hơn so với cái sân nhà mình. Cái nền cao hơn so với sân 5 tấc ha. Ở đây có hai cái bạc bảng nè. Đó, được làm gạch giả gỗ. Hai bên thì có hai cái bồn cây nữa, và cái khoảng hiên phía trước nhà anh chị ha. Và đây chính là khoảng không gian phòng khách của khách nhà mình thì cũng rất là rộng anh chị. Cửa nhà mình thì cửa 4 cánh ha, kính cường lực ha, rất là chắc chắn luôn anh chị. Đó, một cái cửa rất là chắc chắn luôn, bề ngang 7m cho nên phòng khách mình cực kỳ rộng luôn. Ở dưới thì có làm thêm một cái viền đá đen nữa ha anh chị ha, đá đen giữa phòng khách và ngoài hiên. Đó, ở trên thì thờ. Đó, đây là một cái căn nhà dân nha anh chị, nhà dân cho nên là nó cũng có thiết kế theo kiểu nhà dân anh chị. Chưa qua đầu tư nha. Đó, và đây chính là không gian phòng ở giữa, không gian sinh hoạt chung ha anh chị ha, rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Đó, chưa trang trí gì hết. Bên đây thì mình có thêm một cái không gian phòng ngủ nữa nè. Ở dưới thì gạch 600x600 nha anh chị. Đó, không gian phòng ngủ của mình thì cũng rất là rộng luôn. Phòng ngủ của mình á thì cũng cửa nè, cửa nhôm sữa ha chị ha. Đó, một không gian phòng ngủ ngay tại tầng trệt nhà mình luôn. Ở trên thì trần lau phong thạch cao, ở dưới thì gạch 600x600 ha anh chị ha. Đó, rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Đó, và không gian này thì mình về mình để một cái bộ ly quăng hoặc là một cái võng này kia đồ, giá võng ở đây thì quá là hợp lý nha anh chị. Và đây chính là không gian nhà vệ sinh thì được đặt kế bên đây. Đó, nhà vệ sinh thì cũng cực kỳ rộng luôn, rộng thôi rồi luôn anh chị. Đó, bồn cầu nè, nguyên khối nè ha, rồi gạch chân tường đó, rồi hoa sen, lavabo đầy đủ cho mình. Đó, phía sau đây thì không gian và bếp. Đó, không gian bếp nữa nha anh chị, một cái bếp rất là đơn giản thôi, một cái bếp xi măng thôi, về mình cải tạo lại anh chị ha. Và phía sau này thì mình còn thêm một cái khoảng sân nữa, một khoảng sân cực kỳ rộng ở phía sau này đây. Đó, một cái khoảng sân rất là rộng luôn anh chị. Ở trên thì mái che đầy đủ cho mình rồi. Và phía bên đây nè thì mình cũng có rất là nhiều nhà dân ở phía sau anh chị ha, biệt thự người ta xây cũng ngay cái khu này nữa.
đó. À, có hàng rào lưới B40 đầy đủ cho mình luôn. Còn sau này về mình ốp lát gạch ra, hoặc là mình dời cái bếp ra phía sau này cũng được luôn anh chị. Đó, đó là toàn bộ thông tin của căn nhà mình. Và bây giờ mọi người cùng Thành Vũ tổng hợp thông tin và báo giá căn nhà này nhé. Anh chị ơi, một căn nhà với diện tích là ngang 7 nở hậu 8 mét ha, và dài 25 mét, 180 mét vuông. Đó, khuôn thổ cư hoàn toàn luôn. Và ở đây nè là đường ô tô 4 chỗ 7 chỗ vô được ha. Một cái căn nhà cấp 4 kiểu máy Thái đó. Và về mình cải tạo lại thành một căn nhà vườn thì quá là tuyệt vời. Và vị trí là rất là đắc địa nha anh chị, gần bờ nhà thờ ha, gần đường bờ nhà thờ, gần nhà thờ Bình Chánh luôn. Từ đây mình đi ra nhà thờ Bình Chánh khoảng một cây số thôi, rất là gần anh chị ha. Và anh chị nào quan tâm căn nhà này thì nhớ gọi số hotline cho Thành Vũ ha. Và nếu mà căn nhà này mà chưa thích thì nhớ gọi nhớ bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà tiếp theo ha. Thành Vũ xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp nha.